À, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em làm cái video này chủ yếu là cũng muốn nói lên cái tâm sự nhỏ thôi nhé mọi người nhé. Thì từ hôm qua đến ngày hôm nay ấy, em mắc phải cái trường hợp là có bên những cửa hàng bên Shopee, bên Lazada đó là có gọi điện cho em hỏi là em có mua hàng gì bên đấy không. Đấy, em đặt quần xì, áo lót này, hay là điện thoại này, điện thoại kia này. Thì mọi người phải biết rằng là em không có thời gian, em rảnh em đi chọc mọi người cũng như là chọc những người buôn bán làm gì hết. Đấy, hại mình thì hại người thì người hại mình, thế thôi. Đó, thế thôi, chẳng có gì cả. Thì em nhân tiện em nói là ai nếu như mà đã có làm chuyện đấy với em ấy, thì vui lòng ấy, thì cũng chẳng giải quyết được gì mọi người. Tại vì là bây giờ buôn bán mà, cái chuyện đấy là chuyện bình thường, cạnh tranh là chuyện bình thường. Như em nói này, mà mình hãy sống có tâm một tí thì để mình làm ăn mới suôn sẻ được. Chứ mọi người nếu như mà ở đây ấy, chắc chắn ở trong số những người đang xem video thì trong đây có thể là có cửa hàng hay có ai muốn đang chọc phá em gì đó. Thì xem nào, chắc là em bị dính 4 đến 5 cuộc gọi từ bên Lazada đó, gọi là kêu mua máy iPhone 4 này, rồi mua máy iPhone 11 này. Đấy, thì em bảo em không có và em cũng gọi lại và em tâm sự lại với cái cửa hàng đó. Đấy, thì là bảo là em không đặt, thật sự ra em cũng không bán hàng đây này, thì em đặt làm cái gì. Đấy, em cũng rất là sợ bị bom hàng, thì lấy gì em dám làm cái chuyện đó với lại anh chị, vì em không có thời gian rảnh như vậy. Thời gian rảnh em nhập máy về em bán còn hơn là em ngồi em phá anh chị. Đấy, mất thời gian lắm. Thì cũng người ta cũng đồng cảm, người ta hiểu. Nhưng mà một vấn đề xong bên Lazada nó dễ thế nhỉ. Đặt hàng mà cũng không thèm cọc, mà cũng chẳng cần phải thông tin chính chủ. Đấy, như em nhé, mọi người mua hàng mà ví dụ cái số điện thoại gọi một kiểu mà lại chuyển sang một người là em còn hơi bị khó. Em hơi khó em chuyển hàng, chắc em không chuyển luôn ấy, thật sự là như vậy. Không phải em khó đâu, nhưng mà thật sự là cái đó mình phải làm sao nó không chắc chắn được, nhưng phải là tới 80%. Đấy, đã mua hàng là phải cọc, thế cái đấy là cái đương nhiên rồi. Còn đây bên Lazada kia chắc là người ta không có cọc hay gì ấy, chắc chắn là như vậy. Thì mục đích của những cái người phá em ấy là người ta muốn em khóa cái tài khoản mà để đăng ký bên Lazada. Nhưng mà cũng rất là may em cũng chẳng buôn bán kinh doanh gì bên Lazada cả, em chỉ là làm bên YouTube này thôi. Đấy, thì nếu như mà ai mà đã làm chuyện này với em ấy thì vui lòng thì cũng không nên làm nữa. Thứ nhất là cũng tạo đức cho sau này nha mọi người nha. Thì em thông báo lên mọi người nếu như mà xem xong đồng cảm với em ấy thì em rất là chân thành cảm ơn nhá. Đấy, thì máy thì hôm nay em có vẫn còn nhiều đây đó, thì mọi người ưng cái máy nào vui lòng báo cho em. Hôm qua em có làm video rồi đấy mọi người, từ Redmi Note 8, Redmi Note 7, Redmi Note 9S, Vivo i19, Oppo Reno 2. Hôm nay em bán một cây Oppo Reno 2F nha. Thì em sẽ bán với giá là 4,4 triệu nha mọi người nha. Tại vì vừa nãy em thu được con máy là tốt nha. Đây mọi người ơi, hôm nay em thu được một cây giá thơm này. Mọi người phải biết rằng cái cây Zino 2F này, con này đẹp cỡ 99% nha mọi người nha. Mà màu rất là đẹp luôn. Đó, và dán keo trước keo sau hết rồi. Đấy, nhưng mà em lại không giảm giá cái này nhá. Cái này em bán lại thu giá thơm như bán giá cao. Thay vì bán giá rẻ cây này thì em lại chuyển sang cây này em bán giá rẻ. Đó, thì là mọi người biết rằng cái cây này có xước này. Đấy, hôm bữa em có làm video rồi. Thì hôm nay em sẽ bán với cái giá là 4,4 triệu nha. Hôm bữa em bán là 4,850 triệu, em giảm 450 nha mọi người nha. Đấy, cái cây này thì em bán vẫn là cái giá 5 triệu nha mọi người nha. Cái đấy là mọi người phải biết rằng là con máy ngon thì em sẽ chia sẻ đến cái cây máy này, nó hơi chảy một tí này, nó xuất qua đó. Tuy rằng cái này em nhập vào nó là hơn 4,5 triệu rồi, nó 4,7 triệu rồi, em nhập vào 4,7 triệu, em bán 4,850 luôn nhé mọi người nhé. Đó, nhưng mà em thu được cây này thơm, chính vì như vậy em sẽ gọi là bán cao cây này để giảm cây này.
Đấy, cũng như vậy là mọi người hiểu rằng là nghề buôn bán ấy đôi khi có những cây bán lỗ nhưng mà không phải là lỗ mọi người ạ. Nhá mọi người nhá. Đấy, cây này Zino 2F này, em bán là 4,4 triệu. Máy full zin nha mọi người nhá. Nguyên zin hết, máy chỉ lưng nó hơi xước kiểu này thôi. Con này em làm video rất lâu rồi, nó thành phần ế rồi. Đấy. Còn nếu mà bảo bán máy này giá rẻ thì một phát là mua ngay. Đấy, nhưng mà dù sao máy nó còn rất là đẹp, nó có 99% thu khách lẻ được, giá rất tốt. Thay vì là rẻ được hơn con này 400 ngàn thì em săn qua bên này nha. Zino 2F, máy nguyên zin, RAM 8, bộ nhớ 128GB, 4 camera, vân tay nằm trong màn hình. Đó, thì con này em bán 4,4 triệu nha. Thì nói thật với mọi người, hôm nay em cũng chẳng còn cái máy nào để em lên cả. Mấy cái này thì em đã lên video từ hôm qua hết rồi. Mọi người coi muốn mua thì mọi người có thể là coi lại video ngày hôm qua dùm em nhé. Nay em chỉ muốn lên video cái thông điệp vừa rồi thôi. Em muốn gửi đến mọi người để nếu như mà ai có ý định mà phá em ý, thì vui lòng đừng phá nữa. Em rất chân thành cảm ơn và thân chào mọi người. Chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ nhé.